Bây giờ là lượt thi khởi động đầu tiên. Trong câu hát cung thanh ở tiếng mẹ cung trầm là giọng ca xếp về vật lý. Cao Độ. Đúng là như vậy. Bác Hồ đã dạy thanh niên luôn trau dồi cách mạng khiêm tốn và giản dị đạo đức kiêu căng. Chính xác. Ai là vận động viên tiêu biểu nhất trong cuộc bầu chọn vận động viên của đội tuyển tiêu biểu? Huy Hoàng. Đúng là như vậy. Ngày sắp trong tháng âm lịch là ngày mùng mấy? Bình Minh. Ngày 15. Ngày mùng 1 ạ. Trong quả nho chín chứa nhiều nhất loại đường nào? Phương Nghị. Glucose. Glucose. Bài tiểu luận một thời đại trong thi ca. Bầu qua. Đáp án là thi nhân Việt Nam. Dung đất có mấy quả tim chính thức? Phương Nghị. Không có. Chính xác. What is the color of an emerald? Giác Kiệt. Green. Đúng là như vậy. Như vậy là sau lượt thi khởi động đầu tiên thì có 3 thí sinh đang giành điểm, đó chính là Phương Nghi có 25 điểm, Hiếu Thiện có 5 điểm và Giác Kiệt có 10 điểm. Bây giờ là lượt thi khởi động thứ 2. Vùng kinh tế nào đang đóng góp khoảng 50% tổng sản phẩm? Đồng bằng sông Cửu Long ạ. Trong bảng biến thiên, mũi tên đi lên thể hiện tính, mũi tên đi xuống thể hiện tính của hàm số. Đồng biến nghịch biến ạ. Chính xác. Trạng Bùng, Phùng Khắc Khoan thi đỗ Trạng Nguyên dưới thời vua nào? Phương Nghi. Lê Thanh Tông. Ông chưa từng đỗ Trạng Nguyên. Nikolai Ostrogi, tác giả tiểu thuyết Thép Đợt Tôi Thế Đấy, sinh ra trong một gia đình lao động nghèo. Ukraine mới đúng ạ. Nhà thơ Xuân Diệu đã dùng hình ảnh ngôn như một cặp môi gần để diễn tả nào? Chính xác. Số nào là số hoàn hảo có hai chữ số? Phương Nghi. 28. Đúng là như vậy. Which famous natural wonder made of stone is located in England? Bộ quốc triều thông chế được ban hành bởi nhà? Phương Nghi. Quý. Đó là nhà Trần ạ. Vịnh nào nằm ở phía tây nam biển Đông? Bình Minh. Vịnh Thái Lan. Như vậy là bạn vẫn kịp giành điểm trong câu hỏi vừa rồi. Số điểm các bạn đang có lần lượt là 30, 5, 20 và 15. Bây giờ sẽ là lượt thi khởi động thứ 3. Chuông điện hoạt động dựa trên tác dụng? Hữu Thiện. Xoay chiều. Tác dụng từ ạ? Ngoài giảm đau, thuốc paracetamol còn được dùng để giảm triệu chứng gì? Giác Kiệt. Sốc. Chính xác. Không kể số 0, mã vùng điện thoại cố định của các tỉnh thành nước ta hiện nay? 81. 2 ạ. Thành phần chủ yếu trong khí thiên nhiên hóa lỏng là gì? Hữu Thiện. Ethylene. Metan. Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam sẽ lần đầu tiên tham dự vòng chung kết World Cup 2022. 2023. Ngày 20 tháng 11 năm 1989, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã phê chuẩn một bản công ước. Em. Chính xác. Ca khúc Về Nghe Mẹ Ru là sự kết hợp đặc biệt của R&B rapper Cải Lương. Chính xác. What button must be pressed to follow a YouTube channel? Subscribe. Subscribe, đúng vậy. Khu kinh tế mở nào được thành lập năm 2003 ở Quảng Nam? Đáp án là khu kinh tế mở Chu Lai. Từ hình ảnh mùa xuân của thiên nhiên, đất nước trong lao động và chiến đấu, nhà thơ nào đã đi đến? Thanh Hải. Chính xác. Poker là từ tiếng Anh dùng để chỉ việc một cầu thủ ghi được bao nhiêu bàn thắng? 2. 4 bàn ạ. Loại hình nghệ thuật nào của Việt Nam được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại? Xoe Thái. Dung dịch đậm đặc N2, SiO3 và K2SiO3 được gọi là gì? Phương Nghi. Thế thiên lỏng. Chính xác. Như vậy là Phương Nghi đã kịp giành 10 điểm cuối cùng ở trong lượt thi khởi động thứ 3 này. Và bây giờ là lúc hãy cùng xem các bạn thí sinh đang sở hữu bao nhiêu điểm sau phần thi đầu tiên. Đang có 10 điểm là Hữu Thiện, sở hữu 30 điểm là Phương Nghi, 40 là điểm số của Bình Minh và dẫn đầu với 45 điểm là Gia Kiệt.